Chào các bạn. Bây giờ là cũng trưa rồi. Tôi tìm ra một cái bụi trúc có cái võng ngòm để ngủ. Chỗ này là nằm xuống là không muốn dậy luôn á. Đây, bụi trúc rất là mát nha. Còn xung quanh đây là một cánh đồng rộng lớn nằm ngủ khung cảnh. Đây, ra cái khung cảnh này. Đây, cánh đồng xa tít chân trời luôn. Đã chưa? Hồi sáng tôi định chiều nay là đi nướng cá cho các bác xem. Nướng cá. Hồi sáng tôi có dặn thằng em nó đi bắt cá nhưng mà nó đi sớm quá, tôi không có đi theo để quay được. Bây giờ nó bắt xong về rồi, cũng được một số cá. Tiến hành nướng ăn buổi chiều rồi kết thúc video của đợt này, tôi trở về Sài Gòn để làm việc tiếp. Chỗ này rất là mát luôn. Có thấy không? Rộng mênh mông. Rồi, đi qua coi mấy con cá của thằng em nó bắt như thế nào. Rồi, đây là mấy con cá. Này. Ai. Có biết cá gì đây không? Đây. Này là cá tre dai nha. Cá này mình có thể làm nhiều món này. Nhưng mà có hai món ngon thôi. Mình theo cảm nhận của tôi là nó ngon. Một là nướng sau đó mình cuốn bánh tráng. Nướng muối ớt, nướng mẹ. Xong đó mình nướng cuốn bánh tráng, rau sống, rau sông. Gồm có những ăn không có thể ăn với rau như xà lách đồ đó thì nó không có ngon lắm nha các bạn. Mình ăn loại rau sông như là lá đột xài, đọt lụa, lá xương máu, lá cóc, mấy loại lá đó đặc trưng của miền Tây nó sẽ ngon. Đấy. Còn món thứ hai tôi nghĩ nó sẽ là ngon hơn nữa là muốn nấu canh chua. Cái này nó có chua bắp chuối, cá trê dai nó chua bắp chuối rất là ngon nha. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ làm món nướng cho các bạn cùng thưởng thức. Đây. Các bạn có thấy nè, đây cánh đồng ha. Mình làm ngủ dưới cái võng nướng cá chê, sau mình đó mình nhậu cái đó luôn. Quá hấp dẫn. Được rồi, bây giờ mình chuẩn bị chỗ đó mình nướng thôi. Vô đây là ăn mà xíu rồi. Cá này ở dưới Sài Gòn không có đâu các bạn. Ở dưới toàn là cá tre non, tre nuôi thôi à. Còn cái này là cá dưới bắt dưới sông lên đấy. Người ta đi đổ trà đủ gốc cây rồi người ta bắt đó. Đây coi, ok. Con là con ấy nó không có mập như con cá nuôi đâu. Nó rất là ốm nha, nó rất là ốm. Không phải ốm mà lo do là nó thịt nó chắc. Đây. Mấy con cá này. Nói một chút xíu về cá trê cho các bạn nghe nha. Cá trê thì nó có ở sông miền Tây này, cá trê có hai loại. Một là cá trê dai, là cá như thế này nè. Cái bụng nó trắng trắng này, các bác thấy không? Cái bụng nó trắng. Cá trê này thì nó dai hơn, thịt nó dai hơn nên nó có tên là sơ dai. Cũng một loại này nhưng mà nó to hơn. Người ta gọi là cá trê dừa. Nó cũng màu trắng trắng như thế này. Còn những con cá trê mà cái bụng nó có màu vàng, đó là cá trê vàng. Những con đó thì mình nướng nó không có ngon, mình nấu canh á. Như mình nấu canh ngọt như là nấu canh mùng tơi, nấu canh bùn ngót hoặc là nấu canh chua cũng ngược. Nhưng mà thịt nó không có dai như cái này. Còn cái này cá trê dai, thịt nó rất là dai nên mình nướng nó không có bở ra. Cá kia nướng cũng được nhưng mà thịt nó sẽ bị bở ra nên không có ngon. Đấy. Bây giờ mình nướng cá trê thôi, mình đi làm cái chỗ nướng. Giây phút mát mẻ này, cánh đồng xa tắc mẹ này. Không có một cái nhà nào luôn. Ê, các bác biết cái này không? Cái này ở miền Tây rất là nhiều nha. Công dụng của nó là gì hả? Đây, cái trái này mà người ta thường hay là để nó chín, nó có màu vàng, hơi đỏ xíu, vàng đỏ đấy. Rồi người ta bỏ vô, người ta kho cá. Ở trên kia thì mình để tạo màu vàng cho cá kho, người ta thường là dùng nước màu hoặc là củ nghệ
Nhưng mà ở quê miền Tây mình hồi xưa người lớn người ta dùng những trái như thế này để nó chín, ở phía trong nó có màu vàng à, người ta cá để kho cá rồi cá linh rồi đó, có cá trắng á, thấy không, cái này nó còn chưa chín, những trái chín nó cái ruột nó sẽ có một cái màu vàng ha, sao nó không lấy nét được nha. Đây, đây rồi đấy. Có thấy không? Những khía này. Rồi, bây giờ mình qua coi thằng mấy thằng em nó làm cái chỗ nướng cá chưa. Rồi, bây giờ đây là chặt những cái khoe ngắn như này lát mình lựa con cá. Này, hiện lụi đây. Mình quay chặt cái cây đó đi, mình lụi từ đầu cuối nha. Đầu đích. Lụi. Ê, bậy rồi, mình phải lụi tới đuôi luôn, mình lụi tới đuôi luôn. Bậy không? Này. Để đi. Chỉnh cái rồi. Đẩy đi. Thôi kệ không nói để đây, không ra đâu, lụi luôn đi. Bộ thêm con nó đi. Quay quay, cái dao mình đập cái đầu nó cái nó chết rồi mình bắt nó dễ. Đây này, chị Dân. Này nó ở trên cái đầu nó có cái khía này thấy không? Này. Ấn nhẹ xuống. Mạnh cái nữa. Rồi được rồi. Sẽ chết ngay thôi. À con nó sẽ chết. Bắt lên. Chết mà sợ. Chết. Nó chết rồi đó, nó không có giải được nữa đâu. Chỉnh đừng có lụi cho tới cái này luôn nha. Đó. Nghe dù con này phải không? Con này có cái khía ở trên này. Ấn xuống đi. Đấy. Đấy. Nó đâu rồi. Mà xuống hiếu. Rồi đúng rồi. Vô thịt nó đó. Chết rồi đó. Bắt nó lại. Trời ơi. Vậy cho nó nhanh hả? Học cái mà còn xét liền. À. Hư cá rồi. Không sao đâu. Đây em lên. Sâu sâu xuống xíu nữa. Rồi. Thuận con đó. Lụi một xỏ luôn, một xiên luôn. Xiên đó là mình lụi hai con. Thằng chết rồi, con nói chết rồi. Mình nướng nha, mình không cần phải đi mần gì đâu. Đó mình rửa sơ cho nó sạch cát rồi mình nướng thôi. Cố gắng con này mình xỏ cho nó đúng mà. Nó xỏ cái đuôi luôn. Ê, cái thằng nhóc. Thịt nó rất là dai nên là việc xỏ rất là khó. Xuống đi Hiếu ơi. Hiếu. Quay luôn. Đừng, lại xuống đi, cái cây không á. Kêu xuống hiện. Không? Không mà thôi xuống đi. Té sóc à. Này. Xuống đi. Ai, rồi xỏ tiếp đi. Áo à, mình xỏ được xỏ như này nè, cái con đầu tiên rồi nó hư rồi. Sắm dầm sao rồi. Hay cái gì đây? Đang nướng cá vô nghe mùi thơm, cái bác này đang nướng hai con cút. Nhìn nó chẳng chưa. Mồi này là bắt lắm nha. Cái này là tốn nhiều rượu rồi. Cái này cũng phải hấp dẫn hơn cá gì. Mà mày bán quá. Đó. Tao biết con này con gì không? Bồ câu. Bồ cút. Bồ câu. Cút ra. Mày mới bắt ngoài mày lồng vô. Thơm quá. Thank you.
thằng em nó nướng sẵn rồi. À, con cúc á, mình mần ra, nhổ lông sạch sẽ, sau đó mình ốp, ba thêm tỏi, ớt, rồi mỡ hành vô, đường, bột ngọt rồi mình nướng. Con này là nhậu rất là bắt mồi luôn á. Nhưng mà cái con chính bữa nay mình là nướng cái tre dây chứ không phải con này, nên tôi chỉ nói sơ qua thôi. Bạn thấy là nó ngon không? Rất là ngon nha. Hai, nướng hai con rất là thơm, giờ rất là thơm nha. À, bây giờ trở lại món chính đi, để tôi vô tôi coi làm món cá, cá nướng. Đây. Đây, cái này mới là món chính của mình hôm nay này, cá chê nướng. Sau khi mà các bạn mà xỏ nguyên không, xiên từ ở trên đầu này xuống tới dưới đuôi, đây, mình đi rửa sơ cho nó sạch, rửa sơ nước thôi chứ không có móc ruột nha, cái này là không có móc ruột nha. Rồi mình dùng cái con dao á, mình khứa trên mình đây, cách khoảng 3-4 xăng khứa một cái hai bên đều. Mình nướng cái khứa để làm gì, một lát á mình nướng nó sẽ khô, cái mình quết mỡ hành lên, chét cái mỡ hành lên đây cho nó ướt lại, nhìn nó thấm vô thịt nó ăn sẽ ngon hơn. Đấy, bây giờ bỏ lên, bây giờ là nướng. Có con cúc, còn con cúc nữa, để cho nó khô cho nó ráo ráo xíu, mình quết cái mỡ hành lên cái là nó sẽ thấm từ từ vô. Rồi đây. Món này là bắt lắm nha, củ bánh tráng bắt lắm nha. Có gì cục đá này ra luôn, có thể các bạn ăn không bánh tráng từ hết hồn ăn cười muối ớt, chấm muối ớt cũng ngon nữa. Chấm ớt hết chỗ rồi. Ý, rớt rồi. Dơ, đem lên. Đây, cái này là mỡ hành nha. Cái này có đường, ớt, tỏi, hành, mà dầu ăn, nước mắm. Hỗn hợp vô, ngọt nữa, giờ quét lên. Đây Quỳ, quét lên cá Quỳ. Đây. Điềm nha. Thiền lại xay anh quét này. Quất cái này lên là con cá nó sẽ thơm ngay. Bác nhớ là để con cá nó khô lại nha. Đó. Hấp dẫn ha. Chưa từ. Từ giờ mình quét một lần, lá gần chín cái mình quét một lần nữa. Đó. Rồi. Rồi. Khoan, bây giờ quét một mặt thôi, mặt lên thôi, rồi lắp mình quét mặt dưới. Đừng có xay vậy. Rồi. Quét một mặt thôi. Để nó chảy. Ít thôi. Rồi, một mặt thôi. Đây. Khỏi quá. Tiếp. Có mùi ha, có mùi đó. Con nó khô mình quét rất là ngon. Rồi, tiếp theo. Một mặt thôi, để nó khô cái mình nó rút vô cái mình quét quét mặt kia. Đừng khỏi quá. Đậu miếng rồi. Từ từ đừng có xay liền. Em nướng con bồ câu nữa ha. Cái hỗn hợp này, mỡ hành này rất nhìn rất là sánh. Sánh rất là ngon. Rồi con tiếp theo. Phi tỏi hành lên nha, phi cái tỏi hành lên rồi bỏ vô. Thơm rồi đó, có nước mắm nữa. Này. Rất là thơm. Cái này ăn cay bớt nhiều vô nó ngon. Cái nào tỏi, tỏi có tỏi nó sẽ thơm. Vòng qua đây này quý. Con đem ra ngoài không, để nó quét cho dễ, nóng quá. Quét cho con ngồi câu luôn. Từ từ nha. Kẹo không? Kẹo kẹo ngon ha. Tại có đường, không có đường thì nó ngon. Tại thanh niên bồ câu. Đồng quá nè. Lật ngược bồ câu luôn. Bồ câu. Cúc chứ bồ câu gì. Con này cũng bự hơn hả? Con gà tre hả? Gà tre đó. Bự hơn nãy là con gà tre rồi. Gà tre đã thua. Rồi gà tre. Nhìn đã. Đã thấy không? Cái khô khô cái mình quét lên. Thơm không? Ở dưới, mấy cái bạn ở dưới gió bây giờ
Cha tấn. Bữa nay có bánh tráng không? Mình ăn miếng ớt thôi, chưa gấp quá mình không có bánh tráng. Ăn miếng ớt. Đó, sau khi mình để khoảng 5 phút mình khô một mặt kia rồi mình quét cái mặt bên đây. Cho nó đều con cá hai bên. Đấy. Cái này làm cũng đơn giản thôi, các bác làm đơn giản thôi, mua cá gì làm. Nhưng mà nhớ là cá trê dai nhé. Cá chào nướng thế này khứa là nó hư thịt hết. Cá trê dai do cái thịt nó rất là dai nên mình khứa ra nó không sao hết. Nó vẫn còn sát vô. Đồ nhậu thì đủ cứ kiểu đủ thứ về cái đồ chơi để chơi. Ngon thề. Sao vậy, sao cá sống nổi? Không nói hà. Ngon quá. Kết rồi kìa. Trời ơi. Kêu ông khỏi mô đi. Không nổi đâu. Không nổi. Buồn mồi quá vậy mà thiện người nãy không qua đâu. Buồn quá. Ai. Khoảng 15 phút nữa là con cá này sẽ chín à, ăn được rồi đó. Những con ở trong nó chín rồi nè, con ở ngoài nó ít nóng. Ê, con lên lật. Hư đạn. Ê, con gà tre. Gà tre vô tới bụng. Cúc ha, cúc mình nướng nãy giờ đấy, nhìn thế nào rất là ngon, ăn kèm với rau răm rồi mình thêm một dưa leo cà chua rồi ha. Này, cái này món phụ thôi, mình chỉ quay cho các bạn coi thôi, chứ món chính của mình là con cá, đằng kia đang chín, đang nướng xài sắp chín rồi. Cúc thì mình chấm với cái này, ăn chanh vô. Cúc ở nhà nuôi luôn nha bạn, nãy nói ở đồng là không có đâu, ở nhà đồng ai mà bắt được. Buổi này khó bắt lắm, mình phải đặt người ta, muốn người mà đi chuyên đi bắt cúc á, người ta mới bán mới có, còn mình này nhà mình nuôi. Cúc nuôi nhưng mà cá thì cá đặt ở ngoài, ngày em nó bắt ngoài. Đây. Cá gần chín rồi nè. Đây, mà thấy không? Quét mỡ hình lên nó rất là nhìn rất là hấp dẫn. Đây, con cá ở đây, con này coi cận cảnh cho bác coi. Đấy. Thấy không? Có ớt, có tỏi đồ, quét lên nó thơm lắm. Ăn quá trời. Cục đi. Rồi ăn đi. Ăn vậy mới ngon. Đây là cái này là gà. Hôm nay làm cổ luôn rồi. Hôm lâu về mà làm cổ luôn rồi, này gà nướng ha. Này là gà luộc xé khoai. À, này cúc nướng. Gà ướp gỏi. Ướp gỏi á. Này là cúc nướng. Cá bên kia. Và cá đi, món chính của mình hôm nay. Hôm nay giới thiệu các bạn cá mà. Nhiều quá bị lộn. Đây, cá mình đây. Cái con này. Đẹp chưa? Ngon chưa? Chín chưa bái? Dạ chín chưa ha. Đây, cái này rau sống nó ăn với cá đây. Không, ở đây tôi không có thích ăn mấy cái loại salad chứ ở ngoài chợ bán đâu, ăn lá xong nè. Nó gì không? Cái sừng máu. Đây là lá xoài non. Còn lá mình mẻ lá lụa nữa. Đâu có lá lụa không? Lá lụa nữa. Mấy cái này ăn với cá nướng nó mới hợp. Chứ ăn cá nó cải rồi nó không, tôi không thích. Ăn nhiều cái này thôi. Này đậm đà luôn nè. Đây, bỏ lên quỳ, bỏ lên. Đây. Một con. À, một con. Con này chín rồi. Chín rồi đấy. Hai con. Hai con. Để coi coi.
Cái nướng à. Cái này cũng chín luôn rồi. Để nó dài qua đây, để vào đây. Cái này để xíu. Để dài qua đi, để dài qua. Để nào, để dài qua đây. Đây. Giờ là mình làm thử cái này đi. Rồi cái này để sao? Rồi, để đây, để xa lửa ra. Mấy cái rau này ăn mới ngon nha quý vị. Nhất không bao giờ tôi không thích ăn mấy cái lá mày kia đâu. Thứ nhất là nó không hợp, thứ hai là cái chồng nó xịt thuốc lum nó. Mình vô mình ăn lá xong nhìn mình khỏi lo. Quét nhẹ lên, quét nhẹ lên. Quét nhẹ thôi. Gì vậy? Để tao điện kêu đem ra cái dù á. Hả? À. Nắng quá hả? Để tao điện. Không đâu, nắng đâu. Cảm ơn quét cho chị vui. Rồi. Xong rồi. Giờ thưởng thức thôi. Còn món thịt gà sao mày không hả? Không giới thiệu mày. À, bữa nay người ta quay món này mà thịt gà món sao, có xé khoai là sao, bữa nay món này này. Món này là món phụ ngon quá bỏ không được. Rồi, chào nha. Thưởng thức thôi.